Hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về, nghe tiếng ấy phát ra thì đoạn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào, tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tổng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa." Mọi người đều sửng sốt, bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi." Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tăng bộ mặt trai đó. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài. Địa cầu đầy dãy loài thú tao của Ngài. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tăng bộ mặt trai đó. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tăng bộ mặt trai đó. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tăng bộ mặt trai đó. Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui. Phần con sẽ hân hoan trong Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tăng bộ mặt trai đó. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chừng trong một Thánh Thần tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ca tiếp liền. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bằng, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ, đấng
soi sáng tâm hồn, xin ngự đến lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là đấng ủy lao dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiêu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin ôn năng điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cận xương người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Bài của linh mục An Tôn Nguyễn Văn Độ. Trong suốt tuần 9 ngày, chúng ta đã cầu xin tha thiết: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Lạy Cha kẻ cơ bằng, xin Ngài ngự đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin ngự đến." Giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến để làm gì? Thưa Chúa Thánh Thần đến để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan và chữa cho lành nơi thương tích, uống nắng điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Theo ca tiếp liền, Chúa Thánh Thần đến khai sinh giáo hội, ban cho các tông đồ đầy đủ các ơn, kiện toàn đức tin, đức cậy và đức mến. Vì thế, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả. Vì có Chúa Thánh Thần, giáo hội không bị mồ côi. Có Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ lãnh hội được tất cả những gì Chúa Giêsu muốn. Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô biên, là suối bảy nguồn. Hỏi: điều gì đã xảy ra trong ngày xa xưa ấy, lúc các tông đồ đang tụ họp với nhau ở tầng trên của phòng tiệc ly vậy? Thưa, dấu hiệu đầu tiên là tiếng động từ trời phát ra, tựa như gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Tông đồ công vụ chương 2 câu 1. Tiếng động bất thình lình phát ra và các lưỡi lửa chia ra đậu trên đầu từng tông đồ. Tại sao Chúa Thánh Thần lại lấy hình lưỡi lửa? Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa để đốt lên ngọn lửa nhiệt thành rao giảng tin mừng nơi các tông đồ. Lửa tình yêu và lòng mến đốt cháy điều cứng cỏi. Lưỡi là để nói,
Chúa Thánh Thần sẽ tác động để các tông đồ dùng miệng lưỡi của mình rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần hiện xuống, tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Tông đồ Công Vụ chương 2 câu 4. Chúng ta thấy các tông đồ là những người Galilee, nói ai nghe cũng có thể hiểu. Tiếng ấy là tiếng nói của Chúa Thánh Thần với tính phổ quát. Ngôn ngữ ở đây là thứ ngôn ngữ của tin mừng vượt qua mọi ranh giới do con người đặt ra và đánh động tâm hồn nhiều người, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, màu da, tiếng nói hay quốc tịch. Một ngôn ngữ đại đồng của tình thương Chúa Thánh Thần đổ vào lòng các tín hữu, giúp họ hiểu. Suma chương 5 câu 5. Và khi đón nhận, họ có thể diễn tả ra trong cuộc sống và các nền văn hóa. Vì khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và khơi dậy nơi con người một số khuynh hướng tốt. Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc viếng thăm và tác động nội tâm này, hãy tại mọi người đều được ơn, tùy theo lợi ích, không ai giống ai. Có một Thánh Thần duy nhất hoạt động trong hội thánh, nên có nhiều chức vụ, công việc, nhưng chỉ có một Thánh Thần điều khiển và hướng dẫn. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 12, câu 3-7, câu 12-13. Chúa Thánh Thần ngự nơi những con người có lòng ngay thật, cũng như bất cứ ai muốn trở nên dễ uống nắng bởi Chúa Thánh Thần trong hòa bình và trật tự. Người nào càng nhiệt tâm đón nhận, người ấy càng hiểu biết hơn về sự thể hiện nội tâm này và ngày càng gia tăng ơn Chúa Thánh Thần Đấng đã được ban cho con người ngay từ ban đầu. Chúa Thánh Thần là thần chân lý và tình thương, nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Kitô đã nói. Ngài dạy dỗ chúng ta và là chúng ta nói với Thiên Chúa, gọi Chúa là Cha. Roma chương 8 câu 15. Đồng thời làm cho chúng ta đối thoại với nhau trong tình huynh đệ và ngôn sứ. Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô biên đã biến đổi các môn đệ từ những con người nhát đảm sợ sệt trở nên nhà truyền giáo can đảm phi thường, không sợ tù đầy, tra tấn và cái chết. Có Chúa Thánh Thần, sự khép kín nhường chỗ cho sự loan báo và mọi nghi ngờ bị xua tan bằng niềm tin đầy tình thương mến. Bằng chứng là ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô được tràn đầy Thánh Thần, đứng lên cùng với 11 tông đồ lớn tiếng. Công vụ Tông Đồ chương 2 câu 14 và thẳng thắn Công vụ chương 2 câu 29. Loan báo tin vui của Chúa Giêsu là Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, và Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết. Ngài là suối bảy nguồn. Bề ngoài Chúa Thánh Thần có vẻ tạo ra sự mất trật tự trong giáo hội, bởi vì Ngài mang đến sự khác biệt các đặc dụng, các ơn. Nhưng giữa hoạt động của Chúa Thánh Thần là thần khí của hiệp nhất đã dẫn đưa tất cả tới sự hài hòa. Vì Chúa Thánh Thần chính là sự hài hòa, không có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ không thể sống và thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phục sinh đã giao phó, là ra đi và làm cho tất cả môn dân tộc trở thành môn đệ Chúa. Giáo hội được Chúa Giêsu sai đến với mọi dân tộc, mọi dân, mọi nước và sẽ tiếp tục nói các thứ tiếng cho đến muôn đời, giao tiếp với hết mọi dân tộc trên toàn thế giới. Xem Tông đồ Công vụ chương 2 câu 6. Khắp mọi nơi, người ta sẽ nghe thấy giáo hội diễn tả cùng một đức tin trong ngôn ngữ của chính dân tộc ấy. Công vụ chương 2 câu 6. Thế nên phép lạ ngày lễ mỗi tuần chứng tỏ Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với giáo hội để tiếp tục làm nhiệm vụ canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới lòng trí con người hôm nay. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Amen. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ.